Đó. cho nên mình chọn cái người chồng làm ăn giỏi lúc nào cũng là uh, kiếm được tiền nhưng mà cái người này đó, khi mình lấy về rồi đó, thì mắc cái khổ là họ giỏi về vấn đề kiếm tiền thì là họ lại mắc cái bệnh hung dữ họ về là bắt đầu chích chút là họ bắt đầu họ cự với mình họ có thể đánh mình cho nên cuối cùng mình sợ quá giàu đẹp trai làm ăn giỏi mình cũng không có có chọn nữa mà mình chọn một người thiệt là hiền lành như ông Phật vậy đó Nhưng mà khi mình chọn một hiền lành như ông Phật á Thì về mình Mình nuôi ông này thấy bà nội luôn Ông không biết làm ra tiền Cái cuộc đời rắc rối vậy đó Mình tưởng đâu chọn cái ông mà hiền lành Cái bằng mình sai đâu ngồi đó thì ok rồi Nhưng không, ông không biết làm ra tiền Coi như mình nay lưng mình làm Nuôi thấy bà nội luôn, nuôi từ Lúc nào tới lúc nào Cuộc đời vậy đó, có đúng không? Thành ra như vậy thì chúng ta thấy là cái cuộc đời sau nó có những cái trông trên, nó có một đôi đũa lệch, nó có ngã gì bên đây ngã bệnh kia mà không bao giờ nó cho mình tội nguyện, tội ý. Quý Phật tử có đồng ý điều này không? Đúng chưa? Nhưng mà nếu quý Phật tử mà có học với Phật đó, thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Mình có được một trí tuệ sáng suốt thì mình thấy là gần như cuộc đời mình nó có những cái à, Lắc lư. Nó có những cái mà nó không nhí mình muốn đó. Tất cả đều đã được an bài. Mà mình không biết. Cho nên mọi người hôm nay học cái bài này rồi. Một chút xíu nữa. Là chúng ta ra khỏi chùa lòng mình thách thản vô cùng. Mình thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Là bởi vì sao? Cái cuộc đời không như mơ ước. Thôi đừng tưởng nhớ mà chí. <laughs> Đúng, Đúng chưa? Để chúng ta lo một cái việc cuối cùng đó là chuẩn bị cho một chuyến đi xa mà không bao giờ trở lại <laughs> để cho chúng ta yên tâm mà đến với Phật thì như vậy chúng ta mới là cái người đệ tử cưng của Đức Phật còn không thì chúng ta vẫn còn nấm níu vẫn còn mơ ước là lúc nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi từ bên cuộc sống để kiếm cho thiệt nhiều tiền để làm sao cho cuộc sống được giàu sang được có nhiều tài sản của cải thì cái điều này quý Phật tử thấy cái mặt trái cuộc đời lúc nào nó cũng đi ngược lại. Nghĩa là chúng ta đi tìm niềm vui thì bên cạnh có cái nỗi khổ kẹn bên rồi. Có đúng điều này không? Đó là một sự thật đây. Mà nó lạ một điều đó. Ai cũng đi tìm về một hướng hạnh phúc. Ai cũng đi tìm về một cái hướng là đi tìm niềm vui. Phải không? Nhưng mà quên rằng trong cuộc đời bên cạnh những nỗi khổ thì trái lại nó có những niềm vui. Bên cạnh cái phước có đôi khi nó lại là cái quả. Mà bên cạnh cái quả Có đôi khi nó lại là cái phước Cuộc đời là sự an bài như vậy Có nhiều khi mọi người nhìn cái gia đình đi Cái người vợ rất là thông minh Cái gì cũng giỏi hết á Nhưng mà ông chồng mà ông dốt ơi là dốt vậy đó Hay là cái người vợ Thì rất là đẹp Đẹp như tiên vậy đó Mà gặp ông chồng mà xấu như ma Có <laughs> không? Cái cuộc đời nó trớt trêu như vậy đó Tại sao? Tại vì phải được an bài như vậy mới hạnh phúc Cái cô vợ á quá giỏi cô vợ học tới tiến sĩ mà ông chồng mà cũng giỏi nữa thì gây lộn tối ngày luôn sao ở cho nên ông chồng thiệt cô vợ thiệt giỏi nhưng mà ông chồng phải thiệt là dốt thì dốt ở dưới giỏi á, nó, nó mới yên được là tại vì sao bà vợ nói trên trời ông chồng không biết gì hết quê đi ngủ quê đúng không thì như vậy nó mới ăn bài được rồi bây giờ bà vợ mà đẹp ông chồng đã đẹp nữa thì gây lộn hoài thôi tại sao tại vì ông ghen bà vợ cũng ghen cuối cùng ở được thành ra vợ rất đẹp mà chồng thì phải rất là xấu <laughs> đúng không chúng ta thấy quy luật cuộc đời á nó có những cái an bài mà mình không biết bây giờ quý phật tử đi ra đường đi gây gỗ với ai đó phải không mình bất hòa cái gỗ đó thì bên cạnh cái người mà bên cạnh mà mình đang cự đang gây gỗ với người khác đó, thì sẽ có một người năn nỉ mình nó thôi chị ơi bỏ qua đi có đúng không cái quy luật nó an bài là phải có người chửi thì có người năn nỉ Luôn luôn là như vậy Phải chưa Cho nên nếu như chúng ta không học Phật đó Thì chúng ta cứ nhìn theo một khía cạnh Đó là cái mình không dự ý thôi Nhưng mà sự thật cái Bên cạnh cái không dự ý đó Nó có cái dự ý ở một bên mà mình không hay Đúng không Có đôi khi cái cuộc đời mỗi người mỗi hoàn cảnh Mình gặp những cái cảnh trớ trêu Gia đình mình nghiệt ngã về tình cảm Về đủ thứ hết đó, đó Nhưng mà khi mình tu rồi ngang thì mình mới nhờ cái cảnh mà gia đình khó khăn như vậy đó, mình đến với Phật cái tự nhiên bây giờ mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình cảm thấy quá vui khi mình tu được với Phật thì bây giờ mình mới cảm ơn những cái giai đoạn mà nghiệt ngã đó, cái giai đoạn mà khó khăn đó. Tại vì nó nhờ như vậy thì nó mới có được một cái hạnh phúc khi chúng ta đến với Phật. Chứ nếu như cuộc đời mà nó đi một chiều như mình ý như cái cảnh mình muốn hết thì đừng hồng chúng ta đến chùa. Nói thật với quý Phật tử cuộc đời Thông Hiền là cái người mà bất hạnh từ hồi còn bé luôn. Ba tuổi là bố mẹ đã đã bỏ rồi đi để ở một mình với ông ngoại bà ngoại rồi trên cuộc đời lang thang vừa đi bằng kẹo đậu phộng đi bán cà chua đủ thứ để lấy tiền đi học thậm chí hả ông ngoại bà ngoại không biết một chữ mỗi lần mà đi học phải phải bồng đi qua hàng xóm để dạy nhưng mà chính những cái khó khăn đó chính những cái vất vả từ con bé đó cho nên Thông Hiền là cái người trải đời nhiều hơn tất cả các thầy Cho nên những cái bài giảng của Thông Hiền nó phong phú là tại vì sao Dọc đường gió bụi có hết rồi Có hiểu điều này không? Đó là sự thật đấy Chứ không phải là sanh ra được cái cung của, của hoàng đế Mà ở trong hoàng cung hưởng thụ thì không bao giờ được như thế này Rồi tới chừng qua bên Mỹ cũng vậy Nghĩa là tưởng đâu là được quý thầy bảo lãnh qua đó thì ok rồi nhưng mà quý phật tử có tưởng tượng rằng qua bên đó đó thì thông hiện được cái duyên là chia sẻ nói chuyện với tính cách là gần gũi khôi hài cho phật tử nó vui nhưng mà ngộ cái chỗ phật tử mình đó, thì tu đỉnh cao về vấn đề mà tối thượng thừa thì ít có quan tâm lắm mà quan tâm ông thầy nào nói vui ông thầy nào nói nghe mình khoái cái bắt đầu mình đi theo có đúng không thế là thông hiện cũng được nhiều phật tử quý mà băng đĩa hồi xưa thông hiện ở bên mỹ là ra người ta tỉnh hết thì trái lại nó gặp cái chướng duyên là những người cùng đồng hành với mình lại ghét thế là sanh ra cái chuyện mà làm cho cái hụt hẳn ở trong cái vấn đề giảng dạy thế là thông hiền phải bỏ nơi đó đi ra ngoài tại vì sao là tại vì uh, nó có một cái khó mà thông hiền không nói được cái bí mật từ ở trong cái cái việc mà làm phật sự người ta nói là gái cùng chồng hay ghen tương có đúng không có đúng chưa cuộc đời nó rắc rối vậy chứ Thế mình giàu cái có người cũng không ưa Mà mình giỏi con người cũng không thích Nó là một quy luật được cân bằng Mà chính vì cái lý do Mà Thông Hiền gian trưng ở nước Mỹ đó Cho nên nó mới đi khắp Cùng ngon góc núi để mà Đi làm Phật sự mà ở đâu rồi Nó cũng gặp cái chướng hết Thành ra chính vì cái lý do đó hôm nay Mà Thông Hiền soạn ra cái đề tài Tất cả đều được an bài đó. Phải nói là nó thấm tới xương luôn Vì sao? Vì cứ nghĩ rằng cái cuộc đời Mình tính mình muốn như thế là được rồi Nhưng không Đức Phật không bao giờ cho mình được như vậy Cho nên á Quý Phật tử có coi phim không Thường đa số coi phim đó Cái tài tử mà đóng phim chính á Là từ đầu phim cho tới Gần cuối phim là te tua tơi tả Tàn tả tan tác luôn Có đúng không Có đúng chưa Mà tới cuối phim rồi thì bắt đầu mới được giải tỏa Còn thôi từ đầu phim thì Bao nhiêu cái cái trắc trở Bao nhiêu cái khó khăn Cuộc đời được an bài như vậy Quý Phật tử không tin đâu Nó kỳ cục lắm Ví dụ như chúng ta ở nhà Chúng ta trồng Cái cây hay trồng cái hoa Trồng bất cứ cái gì Phải không Mà cái cây nó còn à, cằn cỗi Nó khô héo Nó không có phát triển đó Thì không có chuyện gì xảy ra Chỉ cần mình quan tâm Mình vô phân Mình tưới nước thì cái cành hoa nó phát triển cái cây đó tự nhiên nó mập nó béo lên là có sâu đến ăn ngay có đúng không cái quy luật cuộc đời nó là bài học tự nhiên mình dở dở mình ngu ngu khùng khùng không ai hay hết đó không ai biết hết đó nhưng mà tự nhiên mình giỏi lên là bắt đầu có chuyện liền à. tại sao tại vì một rừng cây nó đang ngang như thế này mà chỉ có cây nào trồi lên thì bao nhiêu dông tố đều đến với cái cây đó hết cây đó mà không cứng không vững chịu không nổi là gãy liền Tại vì nó không còn sự nương tựa nữa. Có đúng không? Cái cuộc đời nó như vậy đó. Nó là một quy luật được an bài. Hãy mà trong cái quả là nó có cái phước. Gia đình đang ở bình an vậy thôi. Mà tự nhiên cái người này hôm nay chúng việc lát, chúng số ăn bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ ăn là chuyện tới rồi. Quả tới nơi. Bà con dòng họ tám đời hồi xưa giờ nó chưa bao giờ nhìn mình. Tự nhiên mình trúng số lại là nó sắp hàng nó nhìn bà con. Có đúng không? ngủ đâu có được đâu nó gõ cửa kêu tôi hồi xưa là chị bỏ tôi anh bỏ tôi bây giờ bạn phải xin tiền cho đúng chưa không có tiền nghèo nghèo gì chứ mà ngủ ngon mà có tiền giàu lên rồi thì đủ thứ hết con nó chia của chia không đều nó chửi cho nên người giàu cũng khổ là vậy đó có đúng điều này chưa à. thành ra cái tâm cuộc đời này đó đức phật nói đời là một, một bể khổ không phải là không có lý do Mỗi người chúng ta sanh ra đời phải không? Nghĩa là mình không khổ vì của, không khổ vì tài sản thì cũng khổ vì con. Đấy, mà không khổ vì con thì cũng khổ vì tình. Mà không khổ vì tình đó phải không? Thì cũng khổ về cái bản thân. Bản thân sinh ra thì nó không khỏe mạnh bữa nay nó đau ngày mai nó bệnh trời mà hễ ngoài mà trời lạnh là bắt đầu con người nó không khỏe nói chung quy là không có một người nào ở trong cuộc đời này mà được nguyên dạng từ a tới z hết có đồng ý chưa hả? đó là sự thật đây thành ra cái cõi đời này là cái cõi đời bất toàn cõi đời bất toàn vậy thì chúng ta đến với phật thì đức phật là người đã đi trước một người mẫu mực đã đi trước để chứng minh cho chúng ta thấy cuộc đời của đức phật là không phải là tự nhiên bỗng nhưng được thành một vị phật mà là trải qua rất là nhiều cái khó khăn để rồi đi đến cái cuối cùng thì đức phật mới thành phật được đó là cái sự thật là như vậy thành ra chúng ta đến với phật là không phải trốn chạy không phải là trốn chạy mà là phải đối diện với sự thật vậy thì sự thật nó như thế nào sự thật nó ra sao thì tất cả mọi người chúng ta sẽ đối diện phải không vậy thì cái sự thật của cuộc đời đó nó có rất là nhiều phần ở trong đây mà phần sau thì chúng ta sẽ từ từ mình dẫn chứng. Bây giờ bắt đầu sẽ kể cho quý Phật tử nghe một cái câu chuyện, đây là câu chuyện cổ mà câu chuyện này với cái tựa đề đó là tất cả đều đã được an bài. Đấy thì cái đề tài hôm nay chính xuất phát từ câu chuyện này. Bắt đầu kể chuyện đời xưa cho quý Phật tử nghe. Bây giờ Thông Hiền biết cái mánh của quý Phật tử rồi Nói trên chân trời, nói tới tối tối thượng thừa đó Không thích đâu, thích kể chuyện đời xưa <laughs> Nghe nó sướng, đúng không? Thì ở trong một cái hoàng cung này đó Thì ông vua đó Ông là người có một cái đặc biệt Là rất thích đi săn bắn Mà mỗi một lần mà ông đi săn bắn đó Thì ông lại cho một cái người à, Tùy tùng của mình để mà đi theo cùng với ông cho có bạn Nhưng mà cái ông tỳ tùng này đó Cái người mà hầu cận của đức vua đó Là ông này rất thông hiểu sự đời Ông không có được cái thiền diện sùng phúc để tu Ông không phải theo đạo Phật Nhưng mà ông này ông có một cách sống tuyệt vời Bất cứ việc gì Ông cũng đều nói một câu là Tất cả đều đã được an bài Ông cứ nói một câu đó thôi Thì không ngờ một hôm trong lúc đi săn nhà vua mãi mê đi theo con báo để mà dùng tên bắn nó thì trong cái lúc mà đến ở xa thì bắn không trúng cho nên ông mới cố gắng ông ở trong cái bụi rậm ông chờ con báo nó tới để mà ông bắn nó thì không ngờ khi mà ông bắn được con báo thì cái phản ứng của con báo nó sợ quá nó quay trở lại nó cắn ông một cái đứt một ngón tay mà cuối cùng nó ngã ra nó chết thì ông vua ông mới la lên ông nói ta bị con báo nó cắn cái ngón tay rồi ngươi ở đâu nhanh lên để mà giúp ta hai gì giúp á, thì cái anh mẹ nói bệ hạ yên tâm đi tất cả đều đã được an bài <laughs> cái tên hậu cận này nó nói câu đó thôi thì ông vua nói cái tên khốn kiếp nó đứt ngón tay đau gần chết mà an bài ông nội mày ăn bài ông nội mày chửi thì anh này anh cũng không giận vua mà ông nói bệ hạ yên tâm đi tất cả đều được an bài <laughs> ông có nói vậy không à cái ông vua ông tức được rồi kỳ này ta về ta nhốt ngươi trong hoàng cung một tháng để cho ngươi biết coi thế nào là đau khổ ông này cũng nói một câu thưa bệ hạ tất cả đều được an bài <laughs> đúng thật sau khi đi về ông vua ông kêu quân lính nhốt nó vô trong hoàng cung một tháng cho ta anh này anh vô trong hoàng cung tỉnh queo well, vui vẻ ở đó <laughs> thì một hôm nhà vua vẫn có thói quen vẫn cũng đi săn bắn nhưng mà kỳ này thì không có cái tên an bài này nữa rồi <laughs> bị nhốt rồi thế điên mình thì trong lúc nhà vua mà đi một mình đó vì mãi mê theo con mồi đi tuốt vô rừng sâu không ngờ càng đi sâu vô trong thì lại gặp một cái đám thổ dân, cái đám thổ dân á nó đang đi tìm người để nó bắt về nó tế thần. Cái phong tục của người thổ dân là cứ tới cái ngày đó là đi tìm một người để mà nó lên nó giết chết để nó làm cái lễ tế thần cho cái cái cái, cái người dân tộc đó, cái đám thổ dân đó. Thì cuối cùng Ông vua ông đi sâu quá cái cuối cùng thổ dân nó bắt được, phát hiện bắt được. Thì chuẩn bị đem lên tế thần. Nó đem nào là cung nỏ rồi trống kèn rồi nó ca nó hát đủ thứ kéo dài thời gian để chuẩn bị cái cuối cùng là giết cái ông vua này. Nhưng mà không ngờ khi mà đến chuẩn bị giết thì nó lên nó xem từ trên tới dưới nó thấy ông vua đứt ngón tay. Thế là nó thông báo lên đây là con người không về an toàn. Vậy thì thần không chấp nhận nữa trả về. <laughs> Ông vua bắt đầu ông ngồi ông thở Ông nói trời ơi Trời ơi cái thằng khùng khùng đó Nó nói thiệt là ăn thiệt rồi Nếu mà nó không đứt ngón tay thì nó làm sạch ta rồi Bắt đầu ông đi về Mà đi về mà lòng hấn hở vui vẻ Chưa tới hoàng cung mà ông thông báo Quân lính ở đâu Đi thả cái thằng quỷ đó ra Cái thằng khùng đó ra đây Nó nói đúng quá <laughs> thế là ông vua ông cho thả ra cái ông ngồi ông vuốt vuốt cái tên mà ăn bài đó đó bây giờ ta mới gẫm lại ta mới thấy lời nói ngươi đúng lời nói ngươi đúng nhưng mà ta ác quá ta lại nhốt nhà ngươi trong hoàng cung một tháng trời thật là tội nghiệp thì cái anh này nói thưa bệ hạ tất cả đều đã được an bài <laughs> cái ông vua đấy an bài ông nội mày ở ông tù khổ gần chết tại sao an bài thưa bệ hạ nếu cái lần này mà thần đi cùng bệ hạ đó Thì nó tất cả thần và bệ hạ Mà bệ hạ mất ngón tay nó thả bệ hạ Còn xong thần nguyên dạng nó đem ra Nó làm thịt mẹ nó rồi giờ <laughs> Nhờ thần Bị bệ hạ nhốt ở trong hoàng cung Cho nên thần bây giờ còn sống Tất cả đều đã được an bài bệ hạ Hay không? Quá hay luôn Đúng không? Cho nên mọi người thấy qua cái câu chuyện này Chúng ta thấm thiết cuộc đời thiệt Thấy thì đứt một ngón tay là một tai họa Là một nỗi đau lòng, một nỗi buồn Nhưng mà mặt trái nó Nó vẫn có một cái phước tiềm tàng nào đó Để mà giúp cho Đức Vua vượt qua cái chết Rồi cái cảnh mà một cái tên hầu cận này Bị vua giận, vua ghét, nhốt trong tù Nhưng mà không ngờ nhờ nhốt trong tù Thì lại có một cái phúc Đó là lại không có chết vì thổ dân nó giết Có đúng không? Cho nên cái câu chuyện này nó thấm để chúng ta nhìn lại cái mặt trái cuộc đời. Chúng ta thấy cuộc đời này luôn luôn nó có hai cái mặt chứ không bao giờ nó có một thứ. Quả là chỗ nấp của phước, quốc là chỗ dựa của quả. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái cuộc sống này mình cố gắng mình làm thiệt nhiều tiền, mình cố gắng mình lo cho con cái của mình được được ăn nên làm ra nhưng mà xin thưa quý Phật tử Đức Phật đã dạy rồi, con đường trung đạo mới được chúng ta mãi mê đi về một cái thái, thái cực là càng kiếm tiền, càng giàu có thì con lại khó dạy, con lại hư, học hành nó dốt, có đúng không? Đó là cái mặt trái cuộc đời, nó không bao giờ cho mình được tội nguyện. Đó. Thành ra khi chúng ta đến với Phật thì chúng ta thấy Đức Phật là cái người đầy trí tuệ. Ngài nhờ nhập vào cái chánh định, nhờ vào cái thiền định của ngài, cho nên ngài nhìn, ngài quán xuyến hết tất cả mọi pháp của thế gian nó nằm ở trong cái tương đối chứ không hề có cái gì tuyệt đối cả phải không cho nên vì lý do đó chúng ta đến với phật chúng ta nhờ những lời phật dạy mà mình mới bình thản với ngang trái cuộc đời có đôi khi cuộc sống mình nó đang bình an như thế nhưng mà bỗng dưng có việc gì xảy ra phải không bỗng dưng nhiên có việc gì xảy ra cái khúc quanh cuộc đời bỗng dưng nó lại đến với mình nhưng mà mọi người mà học được bài học hôm nay thì chúng ta hãy lắng nghe coi chừng phía sau đó là cái phúc nào đó một cái một cái niềm vui nào đó đi qua cái cảnh khổ này chứ không bao giờ đơn phương tồn tại là nó có cái khổ đâu mà nó có cái vui nằm bên sau mà ta không nhìn ra đó là một sự thật đấy cho nên chính vì vậy mà cái người mà hiểu được về cái chuyện đời đó người ta bình thản trên mọi hoàn cảnh bởi vì cái mặt nào nó cũng có phải không nghĩa là hãy cái dễ thương là nó có cái dễ ghét mà hãy cái dễ ghét này có cái dễ thương nó đi đi chung vậy đó mà tất cả chúng ta đều không có nhận ra phải không cho nên thông hiền đã trải qua nhiều 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 hôm nay là hơn nửa cuộc đời rồi nó mặn nhạt chua cay gì có hết nhưng cái mặt trái luôn luôn là nó có vậy đó rồi bây giờ đến một cái phần này nữa là thông hiền cho mọi người thêm một cái câu chuyện nữa để <laughs> chúng ta thấy <laughs> nghĩa là tất cả chúng ta đều làm từ thiện chúng ta đi phóng sanh, chúng ta đi làm công quả, nói chung nhiều thứ để mình lo cái phước của mình, lo cái phúc của mình. Nhưng mà chúng ta tạo phúc mà chúng ta không có cái đức bên trong thì cái phước nó thành cái quả. Đây là cái mặt trái của cái phước. Cho nên nếu như mọi người mà không quân lời Phật dạy để mà lo tu tập, để đổi được cái nội tâm của mình thì chúng ta càng tạo nhiều bên ngoài thì chúng ta không có giữ được cái bản thân mình. Bởi vì cái phước mà nó càng nhiều Cái phúc nó càng nhiều Nó giống như tiền vậy đó Thì ông bà mày nói là sao Cái cái người sang á Cái lời nói của họ nó có gan có thép Khi chúng ta mà có quyền Có tiền có của Thì lời nói chúng ta bắt đầu nó có một sức sát thương Mình ra lệnh người khác rất là sợ Có đúng không Thành ra hồi mình còn mới vào chùa đó Mọi người thấy nha Chúng ta mới vào chùa Chúng ta chưa có phước Chúng ta chưa có gì hết Thì chúng ta như một nàng dâu mới về nhà chồng nàng dâu mới về nhà chồng thì ai mình cũng sợ hết em chồng cũng sợ bố chồng cũng sợ mẹ chồng cũng sợ từ trên tới dưới đều sợ cho nên cái đức cái phước của mình ngay bước đầu nó rất là lớn mình rất là khiêm cung ai nói gì cũng dạ dân hết thì người phật tử mình mới vào chùa cái bài học đầu tiên nó cũng vậy rất là ngoan rất là dễ thương nấp từ xa chứ không dám ló mặt ra nhưng mà đi một năm hai năm ba năm rồi bắt đầu tự nhiên mình thay đổi phải không tại vì mình có phước rồi mình đến đây mình làm công quả mình đến đây mình lo cho tam bảo mình lo cho quý thầy mình có tiền cúng dường tự nhiên cái phước mình có cái bắt đầu mình mới phát hiện ra là hình như ai cũng như thế à thế là ban đầu thì ta đến chùa ta thấy ta như nàng dâu mới về nhà dạ chồng nhưng ở hai ba năm rồi thì thấy bà già dạ chồng không có gì khác hết thành ra cuối cùng mình coi bà già dạ chồng như cái hột tiêu thì mình cũng vậy nghĩa là mình đến mình học vài năm cái tự nhiên con người mình nó khác cho nên Phật nói là nhất niên Phật tại tiền Mà nhị niên thì Phật ra hiên Mà tam niên cái Phật về trời <laughs> Phải không? Đúng không? Là tại vì sao? Tại vì mới thì mình sợ Thì cái đức của mình, cái phước mình có Nhưng mà khi ở lâu rồi cái mình thấy ai cũng như nấy hả? Cho nên người ta mới nói là sao? Gần chùa gọi bụt bằng anh Thấy bụt hiền lành bế bụt đi chơi <laughs> Thì cuối cùng là chúng ta bị mất đi cái đức ở bên trong Đó là một sự thật đấy và khi chúng ta mà có cái phước có cái danh có cái địa vị thì chúng ta dễ chấp vào đó chấp công chấp danh chấp gì nữa chấp cái tu của mình mình đi tu lâu năm thì mình lại không quý cái người mới tu nó là một quy luật tự nhiên nếu như chúng ta không có kiểm soát không có thực hành thì chúng ta bị kẹt vô cái bẫy này hết nghèo ngó xuống giàu ngó lên là chuyện bình thường hiểu điều này không thành ra chính vì cái lý do đó nó đưa đến cái tâm lý là chúng ta rất dễ thay đổi khi cái phước chúng ta có thì nói đến điều này kể cho quý phật tử nghe một cái câu chuyện vui như thế này hồi trước đó có hai vợ chồng này nghèo lắm cái cuộc sống là với cái cách làm rẫy làm vườn thôi thì hàng ngày hai vợ chồng cặm cụi ở ngoài cái miếng đất của mình để trồng rẫy thì một hôm hai vợ chồng trồng trồng bí đó cái sợi dây bí mà quý phật tử biết cái bí mà nó trái tròn tròn đó ở miền nam thì gọi là bí rợ mà đây biết gì thì bí đỏ hả thì hai vợ chồng trồng nguyên một cái rẫy bí đó thì không ngờ tự nhiên ở trong cái vùng đó xin lỗi ở trong cái miếng đất đó nó có một trái bí nó to đến độ mà hai ba người ôm không hết tất cả những cái quả kia thì nó nhỏ nhỏ nhưng chỉ nguyên có cái quả đó to thôi thì cái anh này đó với vợ đó mới bàn với nhau đây là của trời cho đây là một quả bí quá quá to mà bây giờ bán thì cũng không bao nhiêu tiền mà ăn thì chắc cũng không có là ý nghĩa gì hết mà nghe nói đó, đức vua của mình đó, là người rất nhân từ ngài hiền lành ngài dễ thương lắm nhờ ngài lo cho dân cho nên đất nước là rất bình yên bây giờ hôm nay ta được một cái của quý như thế này Ta hãy mang cái quả bí này lên để biếu cho đức vua hai vợ chồng bàn xong rồi bắt đầu thuê chiếc xe chở nguyên một cái bí to đi lên biếu cho vua thì không ngờ nhà vua này là một người rất thương dân và rất đức hạnh rất hiền lành dễ thương khi nhận được cái quả bí bao nhiêu quân lính về báo có hai vợ chồng mà mang cái trái bí mang cái quả bí đến để mà biếu cho vua thì vua ra vua bừng vua nói ôi trời ơi đất nước của ta mà lại có những thần dân như thế này thì đất nước này thái bình lắm phải cái gì quý cái gì mà ngon cái gì mà đẹp thì đi biếu vua hết thì đây là những người mà ta rất cần ở trong đất nước này thì để làm sao đền đáp được cái cái lòng tốt của cái người dân lương thiện này đức vua mới vào hoàng cung kêu tất cả những cái người tùy tùng của mình mới mang vàng bạc châu báu ra để mà biếu cho hai vợ chồng thế là hai vợ chồng mang vàng bạc về lòng hớn hở vui quá xá sung sướng hôm nay mình giàu có lên rồi thì không ngờ cái miệng của mình nó cũng hại mình sau khi về rồi bắt đầu mới kể cho dân tình xung quanh mới nghe kể <laughs> dân tình nghe hôm nay tôi có cái quả bí nó to cho nên tôi đem biếu vua bây giờ vua đem về vua ban cho tôi nhiều vàng bạc tôi sung sướng lắm bây giờ giàu có lên rồi thì không ngờ cái sự kể lại của hai vợ chồng nghèo này lại đến tay của ông phú hộ là một người rất là giàu có trong vùng thì ông phú hộ này nó trời ơi trời cái thằng này tự nhiên nó trúng số <laughs> cái quả bí mà bây giờ nó được vàng bạc như thế thì ông vua này ông quá tốt vậy thì bây giờ nghĩa là bàn với vợ được rồi vậy thì ngày mai chúng ta cũng phải làm một điều mà giống như cái thằng này bây giờ chúng ta gom nhiều vàng bạc của cải ta chất lên xe ta biếu ông vua chắc ông vua ông cho ta mấy xe gấp trở lại thế là hai vợ chồng ngủ cả đêm không ngủ được Trời chưa sáng là bắt đầu lục đục mở tủ mở đủ hết, gom hết vàng bạc lên biếu cho vua. Thì không ngờ, nghĩa là từ khi mà đi tới vua mà sau khi tới hoàng cung rồi, tới hoàng cung rồi thì mọi người vào báo rằng có một thần dân đem chở nhiều vàng bạc châu báu đến để biếu cho vua. Thì đức vua ra, đức vua mừng quá. Ôi hôm nay ta lại gặp một người dân lương thiện. Đây là những nỗi khổ của chúng sinh của bao nhiêu người rất là cần vàng bạc mà nhà ngươi có vàng bạc. Nhà ngươi lại không để xài mà đem biếu cho hoàng cung thì còn cái chỗ nào mà quý bằng nữa. Có đồng ý không? Đúng không? Thành ra ta mà đất nước ta mà lại có nhiều người dân như thế này thì ai mà có thể vào đây mà cai trị được nước này. Đây là những dân thần dân tiêu biểu cho một quốc gia. Nhưng mà bây giờ ông tính tới tính lui Ông nói bây giờ cái thằng này nó quá nhiều vàng bạc nó mới cho mình chứ đâu có phải là nó nghèo đâu. Mà bây giờ mình đem vàng bạc mình cho nó thì nó thừa. Có đúng không? Bây giờ mình có một cái củ quý nhất là chỉ có trái bí thôi, tặng nó trái bí lên. <laughs> quý phận tử thấy cái cuộc đời không thể nào tưởng tượng được. Thế là hai vợ chồng được ông vua tặng trái bí lên xe chở về mà vừa đi vừa khóc. Trời ơi là trời. <laughs> bao nhiêu vàng bạc mất hết rồi lạnh trái bí định về làm cái ông nội gì đấy quý Phật tử thấy cái cuộc đời chưa chúng ta nghe câu chuyện nó rất là buồn cười nhưng nó nói đến một chân lý mà tất cả chúng ta không nhìn ra đó là gì mặt trái của cuộc đời là vậy đấy bây giờ quý Phật tử trả lời dùm Thông Hiền ha cái anh mà nghèo hai vợ chồng nghèo đầu tiên đầu tiên mà đem cái quả bí lên tặng cho vua đó thì hai người này có biết được có nghĩ rằng là vua sẽ đem vàng bạc cho mình không? Không bao giờ. <laughs> Phải không? Nó chỉ là một cái lòng tốt thôi. Chỉ sự lương thiện hiền lành chỉ nghĩ đức vua mình là người hiền lành sẽ đền ơn đức vua bằng cách tặng cho vua thôi. Thì chính cái tâm này tạo thành một cái phúc. Có đồng ý không? Cho nên chúng ta thấy nhiều khi mình đem cái công mình ra mà làm vất vả đủ thứ vậy bà có đôi khi nó không có cái phúc bằng chính là cái tâm phật dụng tâm là chỗ này cho nên ngày xưa nói đến cái cái điều này thông hiền nhớ vào thời phật đó phải không tất cả những người đến cúng dầu cho đức phật mà chỉ có bà cụ già đi sinh có hai đồng xu dầu thôi mà ngài một kiện liên là dùng tất cả thần thông ngài thổi tất cả ngọn đèn của những người cúng cho đức phật đều tắt hết chỉ duy nhất có bà cụ này thổi không bao giờ tắt chỉ có hai đồng xu dầu đốt cái ngọn đèn thôi mà dùng thần thông thổi không tắt tại vì cái phước nó quá lớn bởi vì cái tâm của bà nó quá lớn đi đi sinh mà chỉ có hai đồng xu dầu mà mua hết để cúng cho đức phật thì chúng ta mới thấy cái tâm nó vô cùng quan trọng có đúng không đúng chưa thành ra quý phật tử thấy đây là cách làm phước lớn nhất đây cách làm phúc lớn nhất có nghĩa là chỉ cần chúng ta có cái tâm thương người thôi thì tự nhiên phước nó tìm ta cho nên thông hiền nói vui vui đó vừa rồi thông hiền giảng cho cái nhà hàng tâm chay Ăn lạc là nghĩa là người người muốn kinh doanh mà muốn làm giàu là phải làm sao thì thông hiền mới nói rõ rằng là chính cái tâm của mình đó, bắt đầu tiền nó mới đi tìm đến tất cả chúng ta đều đi tìm tiền bằng mồ hôi nước mắt bên ngoài nhưng mà xin thưa rằng tiền nó tìm mình chứ mình không có tìm được đâu có đúng điều này không mặc dù hàng ngày mình đi tìm tiền nhưng sự thật đó nó không bao giờ nó chung thủy với mình Bây giờ bữa nào mọi người lấy tiền ghi cái trên tờ giấy 500 ngàn đó Mình ghi tiền ơi đừng bỏ tôi mà đi nghe Rồi bắt đầu chúng ta coi nó đi bao lâu nó trở lại Nó đi mất tiêu luôn có đúng không Nó đi tìm mình, nó nhìn cái mặt mình á Thấy đẹp đẹp sao cái nó chạy về <laughs> Còn không thôi nó đi mất Chúng ta hàng ngày phải đi tìm tiền Có tiền mới sống được có đúng không Nhưng xin thưa với mọi người Tiền nó đi theo Tại sao nó đi theo mình Tại vì mình có cái chỗ trống mình có cái chỗ trống có nghĩa là mình có cái phước thì tiền nó đến có hiểu điều này không còn mình không có cái phước đó ngang thì nó vô đây nó chạy cho khác mình đi kiếm tiền mình tối ngày mình canh chừng mình đi kiếm tiền nhưng mà khi tiền nó vô tới mình cái nó chạy ra cơn bệnh nó vô nằm nằm trong bệnh viện nó đủ thứ rồi con phá của nó đổ đi đường khác hết có hiểu điều này không có đúng không Thành ra chính vì vậy mà hai vợ chồng của người này nó có cái đặc biệt là với cái tâm như vậy. Thì không ngờ, không ngờ. Nên ông vua ông đem vàng bạc không cho. Nhưng mà ngược lại. Ngược lại hai ông hai vợ chồng của ông Phú hộ đó thì cái tâm của ông là cái tâm gì? cái tâm tham lam. Cái tâm có ý đồ Cái tâm tính toán Có đúng không Như vậy thì bây giờ mọi người trả lời dùm thầy Có phải ông vua ghét cái ông già giàu này mà thương cái ông mà nhà nghèo không ông vua ông hoàn toàn ông vô tư ông suy nghĩ hợp lý mà bây giờ cái thằng này nó nghèo nó chỉ có trái bí thôi có quả bí thôi thì mà cho vàng nó là hợp lý nhưng mà cái thằng này nó đem vàng bạc châu báu lên nó cho mình bây giờ mình đem trả vàng bạc lại thì nó vô giết có đúng không cái tâm ông vua rất là tốt ông nói là trong cuộc đời này chỉ có cái quả bí này là quý nhất bởi vì không có cái quả thứ hai thành ra phải cho cái quý nhất cái thằng ông nội này cho nó chở trái bí về <laughs> đúng không? thành ra chúng ta thấy cái bài học của cuộc đời là luôn luôn nó có sự an bài phải không Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự an bài của cuộc đời luôn luôn căn cứ từ mỗi người cho nó không ai giống ai có đồng ý chưa với cái ông nhà nghèo này được an bài đến lúc Phước trổ ra đến lúc Phước trổ ra thì vàng bạc nó về còn cái ông nhà giàu này cái tiền của ông ngày xưa ông đã từng hút máu người nghèo Ông đã từng làm điều tội lỗi gì đó mình không biết Nhưng mà đến lúc này là bắt buộc phải nghèo trở lại Có nghĩa là ôm trái bí về hai vợ chồng Đêm nay ôm ngủ cho nó đỡ buồn Đó là đã an bài Có đúng không? Đó Cho nên nhiều khi chúng ta sống trong cuộc đời Chúng ta có người chồng Chúng ta có người vợ Chúng ta có một cái nhà Chúng ta có cuộc sống Đều đã được an bài hết rồi An bài từ đâu? An bài từ cái phút mình đã gieo trồng có phải không? Tại sao mình không có được một người chồng tỷ phú? Tại sao không có người chồng rất là giỏi làm ra tiền mà lại cái ông chồng mình làm mình nuôi ổng là đã được ác bài rồi, có đúng chưa? Đức Phật đã nói rõ, nghĩa là muốn biết được cái đời này mình như thế nào, muốn biết đời trước mình nhìn như thế nào, phải nhìn cái đời này mình nhận lại. Có đúng điều này không? Có nghĩa là tất cả ăn bài cho mình, mình phải gặp người chồng như thế này, mình gặp có những đứa con như thế này, mình gặp cái gia đình mình như thế này đều đã được an bài theo cái phước mình đã gieo trồng giống như hai vợ chồng của cái anh quả bí đó đúng không nó an bài hết rồi mà chúng ta không biết tu thì chúng ta than trời trách phất than trời trách đất chúng ta thôi tại sao đời mình bất hạnh tại sao đời mình khốn khổ điều này hoàn toàn không hợp lý cho nên cái người biết tu là không bao giờ trách ai hết có nếu đáng trách thì trách chính mình mình không gieo phước báo mình không gieo nhân lành mình không gặp được ông thầy thông hiền thì phải chịu thôi à, đúng không thầy đúng chưa vậy thì đâu có thể nào mà đổ thừa cho ai được đấy trong khi người ta thì thức khuya dậy sớm để người ta kinh doanh người ta thức khuya dậy sớm để người ta tập thể dục người ta thức khuya dậy sớm để người ta tu còn mình thì ngủ mình thì ăn nhiều mình thì xài phí thì làm sao mà nó giống như người kia được có đồng ý chưa tất cả đều phải được xứng đáng. Chúng ta nhớ, chúng ta muốn cái gì với người khác thì hỏi lại coi mình có xứng đáng được cái đó hay không? Nhiều khi mình nhìn cái ông chồng mình cái mình thấy mình so sánh ồ ông chồng ta tuyệt vời, ông chồng ta làm được nhiều tiền, ông chồng ta lúc nào cho vợ mà chồng mình phải được như ông chồng kia. Chúng ta hay so sánh những cái đó mà làm đau khổ, phải không? Nhưng mà nếu nghĩ ngược lại đó, ta có được xứng đáng như người vợ của ông đó hay không? Phải không? Ta có xứng đáng để mà cho một người chồng cư xử với mình như vậy hay không thì như vậy chúng ta mới được an phận không đòi hỏi không mong cầu không gì cả bởi vì cuộc đời là một sự cân bằng hết rồi nghĩa là cái cái sống của mình như vậy cho nên mình gặp người chồng như thế này cái nồi số 5 thì phải có cái nắp số 5 đậy nó mới vừa còn ông chồng người ta là cái nồi số 10 thì phải có, có cái cô vợ người ta là cái số 10 thì ông chồng phải cái nắp số 10 đẩy lại còn bây giờ mình lấy cái nắp số 10 mà mình đẩy cái nồi số 5 nó không có vừa. Có đúng điều này chưa? Cho nên vì lý do đó ta học Phật là không phải là ta tự nhiên, ta tự từ chối mình. Mà là ta phải biết bằng lòng và chấp nhận với chính mình. Đó là hạnh phúc nhất. Đúng điều này không? Thành ra mọi người mà không hiểu điều này thì chúng ta than trời trách đất. Chúng ta cảm thấy sao nó khổ quá. Không phải vậy đâu. Mà là đã được an bài. Giống như cái anh chàng hầu cận của Đức Vua đã nói câu nói đó. Đúng không? Thành ra hồi trước đó, thông hiền ở bên Mỹ đó thì có nghe cái người Phật tử họ kể lại ở đó dạ thưa thầy cuộc đời con cảm thấy rất là đau lòng rất khổ sở bây giờ thầy có biết không con mà xuất ngoại con đi qua bên đây rất là vất vả khổ sở con biết được là cái hoàn cảnh của gia đình con rất là thiếu thốn con có một người mẹ và tất cả những tất cả những người thân ở trong gia đình trong đó có đứa em gái mà bên đây thì cuộc sống khó khăn lắm cho nên con ra qua bên Mỹ. Con ráng cố gắng con cày làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm để kiếm tiền để gửi về cho mẹ. Nhưng mà thầy coi á khi mà con từ ở Mỹ con về con thăm á thì con mới thấy, con mới biết được là con rất là đau lòng là con gửi tiền cho mẹ con thì mẹ con không xài mà lại đưa cho đứa con gái. Mà đứa con gái á thì phải chi mà nó xài không nó lại thương chồng nó, lại cho chồng nó. Mà thằng chồng nó thì sáng sai chiều xỉn trưa là đà tối sương sương <laughs> Đau lòng không? Con thì gửi cho mẹ, mẹ cho con gái, gái cho thằng chồng, chồng ăn nhậu Thì bây giờ quý Phật tử trả lời giùm thầy cái giờ làm sao đấy? Hiểu điều này không? Thì thầy mới hỏi ảnh đó Thầy hỏi anh nè à, Anh có thấy bất cứ người mẹ nào mà có thương đứa này bỏ đứa kia không? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, rộng lượng lắm, nhưng mà biển Thái Bình cũng nhận chìm không biết bao nhiêu con thuyền. <laughs> có đúng không? Bây giờ anh coi á, đứa con gái nó khổ mà bây giờ mẹ mà được con trai gửi tiền về rồi bây giờ ngồi ăn sung sướng cười vui vẻ mà đứa con gái nó khóc có chịu nổi không? Có đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng cái cuộc đời nó rắc rối và nó éo le. Éo le ở cái chỗ đó, bây giờ làm mẹ mà mình ngồi mình hưởng của mình ích kỷ quá, vậy thì đâu phải là mẹ. Thế là bây giờ con gái nó khôn lắm nó lại nói nhỏ nhỏ Nó than nó khóc Thì bao nhiêu cũng phải móc ra có đúng không Đó rồi cái sao nữa Thì cái thằng con gái thì nó lại thương cái thằng chồng nó Thằng chồng nó không có tiền mà không có Nó nhậu vô mà không đưa tiền nó Thì nó quánh cái mặt sưng trần dần. Thế mới tiền nữa Cái anh Phật tử hỏi Dạ thưa thầy Vậy giờ con phải làm sao thầy Thầy nói anh có biết trong cuộc đời này nó đã được sự cân bằng hết bởi vì anh thiếu nợ mẹ anh mẹ anh thiếu nợ con gái anh con gái anh thiếu nợ chồng nó có đúng điều này không nó là một vòng xây mà đúng không cho nên anh bây giờ không gửi tiền cho mẹ thì anh cảm thấy lương tâm cắn rứt anh là người bất hiếu nhưng anh không có nghĩa là bắt buộc mẹ anh phải làm thử ý anh được hiểu điều này chưa Thành ra mình làm là chuyện của mình Còn người ta sử dụng như thế nào đó là chuyện của họ Mình đừng có bận tâm Thì như vậy lòng mình mới thanh thản Mọi người có đồng ý không? Đúng không? Thành ra chúng ta làm phúc Chúng ta giúp ai là luôn luôn nó có cái điều kiện Luôn luôn cái người đó phải làm cho mình dự ý Thì chúng ta làm phước thành làm phiền À là không giúp ai mà giúp rồi Người ta sẽ nhức đầu và khổ vì mình Mình không cho thì mình không có cằn nhằn Mình không có bắt nạt Còn mình cho rồi thì mình bắt người khác phải theo mình Đó là một nỗi khổ Hiểu điều này không? Thành đã nhớ là làm phước mà không được làm phiền Bởi vì cái phước đó là cái quả là như vậy đấy Đúng không? Thà rằng mình không có làm gì hết thì mình khỏe Mà mình giúp người mà kèm thêm một điều kiện là chúng ta sẽ thấy khổ Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó Là ở trong cái bố thí đó Phải không? Nó phải là ba la mật Nghĩa là giúp bất cứ ai là không có điều kiện gì cả Mình cũng không thấy mình là người giúp Cũng không thấy người nhận Cũng không thấy cái của để đây cho Thì lòng mình mới thanh thản cho nên có một lần á, thầy đi giảng ở Boston á, có một cô Phật tử cậu đến câu hỏi nó dạ thưa thầy, con không hiểu con người nó ác độc làm sao thầy? Ủa ác độc làm sao? Cái thầy coi nghe con thấy cái chị bạn của con á chỉ nghèo cho nên con cho chị mượn tiền. Con giúp chị mà thầy coi nghe từ khi mà con giúp chị tới bây giờ con khổ gì chị dễ sợ luôn, chị không có trả tiền rồi con đòi riết là gây lộn. Quý Phật tử có gặp cái cảnh này không? có rất nhiều thông hiền nói một câu thôi cô sực tỉnh liền cô nói cô ơi cô cô biết không trong kinh đức phật á nghĩa là thầy đã học rất là nhiều coi rất nhiều kinh sách mà không có cái quyển kinh nào mà phật dạy cho mượn hết <laughs> phật bảo là phải bố thí thôi có đồng ý không quý phật tử ở đây có ai nghiên cứu kinh sách gì nói cho thầy coi đức phật có dạy cái kinh nào mà để dành cho mượn không chúng ta cho mượn là mất luôn cái người đó rồi mất luôn cái tiền nữa có phải không mà mình cứ nhẹ lòng ai nói ngọt ngọt cái đưa đưa rồi xong cái khổ với người đó có đúng không thành ra phật dạy chúng ta là cái gì là cắt luôn đứt luôn không bao giờ còn liên hệ nữa bố thí là cho cái một luôn là không để ý nữa mà mình bố thí mình giúp ai mà mình cứ để ý người đó không thì mình là cái người khổ nhất nó thành cái quả đúng chưa cho nên vì lý do đó chúng ta học cái đề tài này chúng ta thấy nó có cái hay cái hay là tất cả đều phải được an bài chứ còn không thôi thì tự chúng ta làm chúng ta khổ đúng không hồi trước đó có cái ông cụ này nè ông rất là yêu quý ngựa ông đi khắp nơi ông đi tìm những con ngựa quý để mà ông đem về để ông nuôi nhưng mà cái cuộc đời nó không bao giờ cho ông được dưỡi hàng ngày ông phải đi cắt cỏ về tắm rửa cho nó phục vụ cho nó như một người bạn thân của mình vậy đó nhưng mà không hiểu tại sao cái nửa đêm con ngựa đi mất tiêu thì tất cả những người hàng xóm xung quanh đến thấy ông ngồi ông buồn mình ông ngồi mình vậy đó thì mọi người nói trời ơi ông mà có một con ngựa mà nó quý như vậy mà tự nhiên bây giờ con ngựa nó đi rồi con ngựa nó không có trở về nữa thì ông này ông cười ông nói tại mọi người không hiểu đâu cái cuộc đời này tôi đã từng trải qua bao nhiêu năm rồi không có cái gì một phần hết đó biết đâu coi chừng đó là cái phúc của tôi đây thì thiệt thời gian sau bỗng nhưng cái, ngựa nó nhớ nhà nó trở về nhưng mà đằng kỳ này đặc biệt là nó trở về nó dẫn thêm con ngựa bạn nữa lời đường con thì những người là hàng xóm họ đến họ mới mới mừng họ nói trời ơi sao mà lời ông nói nghe, nó hay ghế sợ luôn đúng là bây giờ tự nhiên con ngựa nó đi bây giờ nó dẫn về thêm con quá xa là đây là cái phúc báo của ông rồi thì ông cụ này nói coi chừng đây không phải là cái phước mà không chừng nó là cái quả của tôi đấy cuộc đời nó không phải như vậy mọi người tưởng tượng đâu thì mọi người cũng trở về nhà rồi cũng ngủ bình thường thôi mà ông thì có đứa con trai mà khi con ngựa cũ thì nó cởi quen nó không thấy thích nó thích cái gì cho nó lạ lạ mới mới <laughs> mà nó cởi lên con ngựa mới mà con ngựa mới nó đâu có thuần đâu dùng ngựa rừng mà thế là con ngựa nó quăng xuống con trai gãy cái chân thôi. thì sau khi con ngựa nó gãy ông con trai gãy chân rồi thì mọi người xung quanh đến ông nói sao mà nó hay quá bây giờ tai họa thiệt rồi phải chi con ngựa này nó đừng về đây thì đàn con đâu có gãi trà gãi chân đâu đấy nhưng mà ông này ông sống trải qua mấy chục năm cuộc đời ông biết không sao đâu nó gãy chân gì đó mà nhiều khi đó là một cái phước báo của tôi đó mà thiệt sau khi mà dân tình ở trong làng đó khi mà giặt giả đánh khắp nơi thì người ta bắt trai từ 15 tới từ 18 tới 25 bắt sạch trơn còn thằng con gãy chân đâu bắt đâu ở nhà ông suốt đời luôn. Thấy <laughs> không? Quý Phật tử nhìn qua cái câu chuyện này mà có lẽ quý Phật tử đã biết rồi thì chúng ta mới thấy cái cuộc đời nó có cái hay như vậy đó. Vì thì hôm nào đó phải không? Tự nhiên mình sống với người chồng mình đang hạnh phúc vui vẻ cái tự nhiên ông chồng đêm nay tối cái ông ngủ ông chết queo well không thì mình ngồi mình khóc mình buồn đau nhưng mà nếu có người nào nhắc đó chị ơi chị coi chừng đây là cái phước của chị đây <laughs> thì chúng ta thấy nhiều cái phước thiệt đó từ khi mà ổng đi thì đúng là đau buồn thiệt tốn tiền tốn của thiệt nhưng mà từ đây trở về sau là mình thấy cái gì mình cũng dư hết hồi xưa đi đâu có mua hai phần bây giờ mua một phần ngày mai ăn tiếp nữa nó lời vô cùng luôn đạo ý chưa đã biết chưa Thế là chúng ta mừng Lúc bây giờ tôi mới nhớ là ông thầy Thông Hiền à, ah, Có đôi cái ổng chết mà mình có cái phước đó Từ đây trở về sau đỡ tốn tiền <laughs> Đúng không mà ngủ nó cũng ngon nữa Đúng chưa Đây, Rồi bây giờ Nghĩa là làm ăn cũng vậy Nhiều khi mình kinh doanh mình không có tiền Giống như cái mùa dịch Covid đó Phải không Mà nếu mình học được cái bài học này đó Tất cả đều được ăn bài Có đôi khi nó cũng có cái hay Hồi xưa đó thầy kêu mình đi tu thầy kêu mình đến chùa của mình nói mình không có thời gian có đúng không có thầy thầy hỏi tại sao không đi chùa không tu cái đó dạ thưa thầy con không có thời gian tại sao không có thời gian tại vì quá bận rộn vì cuộc sống lo cơm áo gạo tiền đủ thứ hết có đúng không đây nhưng mà lần này cái mình bị covid cái ở nhà mà chính vì ở nhà đó thì bắt đầu chúng ta có thời gian lễ phật thời gian sám hối thời gian tụng kinh thời gian đi chùa nó thoải mái hơn có đồng ý chứ đúng không thành ra mọi người không có biết được đâu tới cái mùa covid vừa rồi đó mười mấy người thành tỷ phú luôn nhờ cái 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 covid covid mà bao nhiêu người chết phải không thì thì đau buồn thiệt nhưng mà mười mấy tỷ phú ở trung quốc ở nhiều nơi nó làm cái khẩu trang thôi mà nó thành tỷ phú luôn đó. rồi nó chế ra thuốc để mà uống trị covid đó đúng không có phải là trong cái quả có cái phước không đúng không và thêm một điều nữa đó hồi lúc Thông hiền ở mỹ đó ngang thì mọi người không có hình dung được đó là ở bên đây covid ở bên kia nó cũng covid chứ đâu có phải là bên đây không thế là phong hiền ít đi giảng ở nhà bắt đầu phật tử ở việt nam nó mới xin với phong hiền đó ờ thôi bây giờ thầy không đi thôi bây giờ thầy mở lên trên mạng thầy dạy cho tụi con đi dạy online đi Thế là bắt đầu chương trình online đi lên dạy cho tất cả các nước, các nơi hết Nhờ vậy mà Thông Huyền được nhiều người biết Mà hãy nhiều người biết cái người ta gửi tiền tới ta cúng dường sướng À đúng không? Đấy, đó là sự thật đây à, đó, Quý Phật tử thấy nó có nhiều điều éo le ngang trái như vậy đấy Thì à, hồi trước á Khi mà Thông Huyền ở cái chùa ở Đà Lạt đó thì mọi người có hình dung rằng là, là Thông Huyền có được một cái phước rất là lớn bởi vì xuất thân từ cái nôi của Hòa Thượng Mà khi về tới cái chùa mà ở một cái dàn làng quê ngay dân tộc á Ở đây cũng có một số Phật tử nó tới rồi Thì lúc đó không có tiền Khi ra riêng rồi Hòa Thượng chỉ cho ít tiền thôi Mà cái chùa đó quý Phật tử cứ tưởng tượng hả Sư cô ở đó ở đó không có gạo ăn Hai sư cô ở đó mà người ta không cúng Tại dân làng nó nghèo á Đến độ mà ở chỗ đó mà không có cái nhà vệ sinh để đi Mà đi vệ sinh là mỗi lần phải mang cái cuốc theo Là quý Phật tử biết chuyện gì rồi <laughs> <laughs> cái khổ vậy đấy thì thông hiền có cái duyên về đó lãnh cái chùa đó thì khi lãnh cái chùa đó là thông hiền mừng dễ sợ luôn bây giờ mình ra riêng mình được một cung điện luôn bắt đầu mới đi mượn tiền mượn tiền người này người kia về để sửa chùa xây nhà vệ sinh cho phật tử tới thì phật tử tới tấp nập rồi thông hiền hàng ngày phải hàng tháng phải giảng dạy cho phật tử mà khi giảng dạy cho phật tử thì mọi người tới đông mọi việc đều tốt đẹp nhưng bỗng dưng sau khi mà băng đĩa của con Huyền được ra đi Thì nó sang luôn tới bên Mỹ Thì một số Phật tử Mỹ nó biết được là Thông Huyền có khả năng giảng dạy Cái bắt đầu nó xin với Thông Huyền là Bây giờ con sẽ bảo lãnh thầy đi Mỹ Quý Phật tử cứ tưởng tượng hả Đó là một điều vui vô cùng luôn Sau đó rồi nó đưa giấy tờ về bảo lãnh Thì quý Phật tử sẽ thấy một cái chuyện đời Không bao giờ như ý mình muốn Hồi bình thường đó Khi còn cái bóng áo vàng đi ra trước cửa chùa Đi tới đi lui thì nợ không ai để ý hết có đồng ý không hôm nay nghe nói là thầy trong vòng một tháng nữa, nữa là thầy đi mỹ ha ta nói nợ lớn nợ nhỏ nó sắp hàng nó đòi thấy bà thấy tổ luôn đúng không cái cây mà nó ngon là sâu tới ăn liền có đúng không có đúng không bình thường mà mình ở thì không ai đòi hết tự nhiên nghe đi sức ngoại cái là đòi sạch trơn à đúng chưa cho nên quý phật tử tu cũng vậy có đôi khi mình ở trong cái cuộc sống ha nghĩa là bao nhiêu cái sự êm đềm ngon lành gì cho mà khi ta vô chùa tu là bắt đầu có chuyện tại đời tại sao quý phật tử biết không tại vì ma nó đến nó phá mình bình thường mình sống với ma thì ma thấy đây là đệ tử của nó cho nên nó yên tâm cứ để cho họ sống rồi mình hàng ngày mình mua mình đồ mình cúng cho nó tới khi mà mình đi theo phật thì mình không còn cúng cho nó nữa mình đi theo phật thì bắt đầu mình tu theo phật thì sao ma nó cảm thấy đệ tử của của nó sắp mất rồi cho nên đủ cách để phá mình hết có hiểu điều này không cho nên vì lý do đó chúng ta thấy rõ ràng tưởng đâu tu là hết đạn tay hay là hưởng phước được lâu dài mà tu còn phải theo duyên nghiệp có lúc cái quả nó nhồi chúng ta trả gấp đôi có đồng ý điều này không đúng không và cái cuộc đời đó, nó có cái bí mật mà tất cả mọi người không biết đó là luật nhân quả phải không chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống như vậy mình làm như vậy mình lo như vậy là đúng rồi nhưng không chúng ta tính về phía trước nhưng nhân quả quyết định về phía sau phải không đức phật đã nói rõ rồi có nghĩa là mình gieo như thế nào thì bây giờ nhận lại đúng không nhưng mà nếu như chúng ta dừng lại nơi đây chúng ta bằng lòng với những gì mình hiện có thì chúng ta không phát triển mà đức phật không chấp nhận điều đó đức phật bảo chúng ta là từ đây trở về sau là mình làm cái gì thì sau này mình sẽ nhận lại có nghĩa là muốn biết đời sau như thế nào phải coi cái đời này mình gieo cái gì có hiểu điều này không thành đã để tử phật hay hơn tất cả những đệ tử khác chính là muốn thay đổi số phận thì tự mình phải thay đổi đó thành ra cái khổ của cuộc đời nó chỉ là một cái sự bình thường nếu như chúng ta không có chịu nghĩa là có sự thay đổi chính mình nghĩa là đời là khổ nhưng mà thực sự ra đời không có khổ Là tại vì chính ta không chịu suy nghĩ đổi chỗ Ta đổi ý nghĩ của mình Thay vì bây giờ lo chuyện đời Thì lo tu, lo tạo phúc Thì cuộc đời ta thay đổi, phải không? Còn không thì cái định mệnh và cái số phận á, Chúng ta gây ra bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu đời rồi Tới bây giờ nó trổ ra Mà nếu như chúng ta đi sớm Chúng ta theo Phật sớm Thì ta đáng lý ra hai ba đời sau thì mình mới trả Nhưng bây giờ nó dồn hết nó trả liền cho mình bây giờ thì mình cảm thấy sao mình tu rồi á Nó đủ thứ chuyện xảy ra Nhưng mà chúng ta phải mừng Mừng vì sao Vì đáng lý ra Hai ba đời sau nó mới trả Thì bây giờ ta trả sớm Khỏi phải trả muộn Có đúng điều này không đó. Thành ra hồi trước đó Nó cũng có một cái câu chuyện Mà cái này hình như thầy cũng có kể rồi Mà quý Phật tử không biết còn nhớ hay không Thầy kể lại cái chuyện này cho quý Phật tử nghe Hồi trước có cái 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 chú này nè chú bị uh, cha mẹ mất hết rồi xin lỗi là chú cha mẹ mất hết rồi đó thành ra chú đi xin trăng trâu cái cuộc sống của, của chú là chỉ có nghề trăng trâu thôi thì một hôm tự nhiên chú nhìn ở trên cái con đường đi đó thì chú gặp uh, cái vị sa môn là đi khất thực ôm bình bát đi khất thực thì chú lấy làm lạ là tại sao trong cuộc đời này có bao nhiêu người kinh doanh làm ăn đủ thứ hết sao có cái ông ông này lại ông đi sinh thì bắt đầu chúng ta chú hỏi thì chú hỏi chứ à, ông ơi sao ông không ở nhà ông làm ăn mà ông đi xin như vậy thì cái vị tỳ kheo này đó nói là con không biết đâu ta không phải là người đi xin mà ta đi khất thực thì cái chú trăng trâu nó hỏi khất thực là sao nói là ta mang cái bình bát đi để cho chúng sinh gieo duyên để đổi được cái số phận cuộc đời bởi vì ai cũng đều có cái nghiệp thì cái 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 việc đi đi này đó thì gọi là đi khất thực là để tạo cái ruộng phước cho chúng sinh cái chú này chú nghe gì chú mới hỏi tới chú nói bây giờ cuộc đời con bây giờ không có bố mẹ không có ai để lo hết con đi chăn trâu thì bây giờ con làm sao được đổi cuộc đời của con thì cái vị sa môn này nói do con đã tạo nhiều nghiệp lực tạo nhiều tội lỗi từ đời trước cho nên cha mẹ bỏ sớm thì Phật dạy là con muốn như vậy thì con phải tạo nhiều cái phúc báo để đổi cái giờ để đổi cuộc đời cái chú nghe vậy cái chú hiểu bắt đầu chú nói được rồi ngài ở đây đi tôi đi vô đây tôi tôi nói với ông phú hộ để tôi xin tiền ổng tôi ra tôi cúng cho ngài thế là vô trong nhà ông phú hộ và ông chủ của cái cái miếng ruộng mà chủ của của người thuê trăng trâu đấy thì nói ông phú hộ ơi bây giờ ông cho tôi đi dai ở đợi 3 năm đi <laughs> không ông 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 phú hộ đó ông nói mày có điên không ở đợ này ở đợi mà đi dai là tiền đâu mày trả cho tao thì lúc bây giờ ông phú hộ lấy làm lạ ông nói hàng ngày mày đi chăn trâu bây giờ đi dai tiền làm cái gì cái chú này chú mới năng nỉ chú nói sự thật ra tôi dai tiền là không phải là tôi đi xài gì hết á tôi không có mua vậy đó mà tôi đi cúng giường cho cái vị sa môn đang đi khất thực ở ngoài kia cái ông này ông nghe được Nói, à, thôi vậy thì thôi mày có lòng tốt như vậy thì tao cho mày dai 3 năm <laughs> nhưng mà ráng nha chăn trâu đàng hoàng đó để mà trả nợ đó chứ không thôi thì ta mất cái tiền này luôn thì quý phật tử có tưởng tượng là sau khi mà ra cúng hết cái tiền đó cho vị sa môn đó vị tỳ kheo đó thì cái vị tỳ kheo đó mới chúc lành với chú chăn trâu á là chúc chú là cuộc sống luôn luôn tốt đẹp từ đây trở về sau đó hãy cuộc đời mà nó có trắc trở như thế nào thì hãy đi theo cái hướng này lên đó khoảng hai cây số thì số tiền này tôi về tôi cất một cái tịnh xá để cho tất cả nhiều người đến tu để hồi hướng cái phước báo cho chú. Thì sau khi nghe xong rồi thì chú này chú trở về cái cuộc sống chăn trâu. Nhưng mà quý Phật tử có tin không? Đáng lý ra ở 3 năm nhưng mà không ngờ chỉ có chừng tháng cái chú bị mù. Hết thấy đường. Mà mù rồi còn đi chăn trâu được nữa không? Còn thấy con trâu ở đâu mà chăn? thế là ông chủ ông đuổi ông nói cái thằng khốn kiếp bây giờ bây giờ mày dạy tao 3 năm mà tao mày mù rồi lấy cái gì mà tao chẳng đâu cho tao mày làm ơn mày bỏ cái chỗ này mày đi chỗ khác đừng ở đây tao nuôi cơm thế là chú bỏ chú đi lần mò đi thì đi tìm đến cái chỗ mà của vị sư này thì vị sư này nhận gặp cái biết liền thì vô thì thấy chú này mù rồi thì mỗi ngày vị sư đều phải hướng dẫn cho chú để mà sinh hoạt cá nhân phải không ăn uống như thế nào Đó. thì mọi người có tin đâu ở trong vòng có hai tháng thôi thì chú bị câm không nói được được không còn nói gì nữa mà quý phật tử thấy cái cảnh khổ nè mù rồi mà câm nữa muốn đi đâu bất cứ cái gì thì thì cũng phải nhờ cái mồm đúng không nhưng mà câm mà làm sao nói đây mà ở vùng quê mà chùa thì nghèo cái này cái cảnh mà xa xưa rồi nghèo lắm cái cảnh mà hồi hồi cỡ còn vua chúa đó mà không có cái nhà vệ sinh như mình bây giờ mình đây có nhà cầu tiêu máy đâu thì mở cửa đi vô thoải mái còn ở đó thì đi cầu tiêu bằng hầm cá không à có biết đi cầu tiêu hầm cá không ta bắt cây cầu lên đó đi xuống cho cá ăn luôn có hiểu điều này chưa <laughs> đấy mà bây giờ cái cảnh đó, mà mù rồi giờ câm nữa mỗi lần đi cầu thì biết làm sao kêu đây cho nên tối là chột bụng đi cầu bắt đầu lần mò ra đi mà đâu có thấy đường thế là rớt xuống nước chết luôn. thì sau khi mà đem đi chôn đó, thì cái vị tỳ kheo này mới rất là buồn, nó tại sao một người tốt như thế này mà phải chịu mù, chịu câm và chịu chết yểu, thì ngài mới viết một cái chữ nho để viết ở trên cái tay của cái chú này trước khi đi chôn để là hoàng thiên bất công, Chắc trời không công bằng, à. thì không ngờ đó một hôm khi mà cái vị sư này đang ngủ thì cái hồn chú về chú kêu cho nó sư ơi. Sư trước khi sư chôn tôi, sư ghi cái điều đó là sư không có hiểu được đâu. Bây giờ tôi về tôi báo cho sư biết rằng là bây giờ tôi sanh ra rồi, tôi là con của một ông vua đáng lý ra tôi phải ba đời một đời bị mù một đời bị câm một đời bị chết yểu nhưng vì tôi làm cái phước cho nên nó dồn trả luôn một lượt bây giờ tôi hết cái tội rồi tôi làm con ông vua rồi nhưng vì lời của sư cái lời mà trách trời đó bây giờ tôi phải khóc để chờ sư đến để mà giải được cái cái lời nguyền này đó thì ông tỳ kheo này ông giật mình ông đổ mồ hôi luôn ông nó chết mồ mình tu mà mình không tin vào nhân quả đó thì không ngờ một thời gian thì tự nhiên nghe hoàng cung thông báo rằng là ai là người giỏi thì thuốc nào mà trị được con của của vua đó thái tử ra đời mà khóc hoài không chịu nín thì ông này ông nghe ông biết rồi bắt đầu ông mới ra ông nói với mấy cái người mà tùy tùng của vua đó mới đi đến đó thì khi đi đến đó thì quả thật cái tay còn dạng dạng của chữ nho là hoàng thiên bất công thì lúc bây giờ chú bé nó mới đến khóc để cho chúng ta thấy được rằng là cuộc đời này không ai biết được là mình đang làm cái gì và hậu quả mình như thế nào mà chúng ta trách trời trách phật là điều chúng ta lầm là bởi vì cái nhân quả nghiệp báo nó phải theo cho nên tất cả đều được an bài là như vậy phải chưa chúng ta phải đủ niềm tin như vậy thì mình mới tu tiếp phải không còn không thì mình sẽ bỏ cuộc tại sao đi tu rồi mà không được hạnh phúc đi tu rồi mà gian nan gặp khó khăn thì chúng ta bây giờ chúng ta nhìn từ cái chuyện mà nhờ cái gian nan nhờ cái khổ cực đáng lý ra ngày xưa mình giết người bây giờ mình bị án treo thôi có đúng không ngày xưa mình giết con người ta bây giờ có thể là mình bắt con chó mình bị người ta giết lại cái đó là đã chuyển được cái tội đã cái nghiệp của mình rồi có đúng không còn ở đây chúng ta không hiểu thì chúng ta đòi hỏi là càng đi tu càng được phúc không có quả thì chúng ta lại lầm nhân quả là như vậy có hiểu điều này không đó thì đây cũng là một sự thật mà có đôi khi quý phật tử không nhìn ra thì thông hiền là cái người mà cái hoàng nghiên cứu đủ thứ hết cho nên kể với phật tử cho vui nãy giờ có ai ngủ không không ai ngủ hết hả Ủa ngộ vậy <laughs> thì à, một hôm đó ông vua ông thấy là dân tình ở đây cuộc sống như thế nào mà hình như mình ở trong hoàng cung mình chả biết cái gì à, thì ông vua ông mới nói với tất cả những người mà ở trong hoàng cung đó là hôm nay ta cải trang thành một người bình thường để đi vào đời sống của nhân dân để xem coi là cuộc sống họ như thế nào. Đó, thì lúc bây giờ ông ấy mặc bộ đồ bình thường giống như chúng ta thì ông đi lang thang. Thì ông gặp hai người đang cưa gỗ. Hồi bây giờ thì chúng ta có cái máy, chúng ta cưa cái là đứt liền còn hồi xưa là cưa gỗ là người ta để cái cây gỗ đứng như thế này rồi một cái người ngồi trên, người ngồi dưới cùng cái cưa kéo như thế này nè, mọi người có hiểu được không? Gọi là cưa kéo đấy kép tới cái lui vậy nè người ngồi trên người dưới thì ông vua ông tò mò đó ông hỏi gì ông hỏi cái người ở trên đó nè cuộc sống anh ra sao cái người ngồi cưa ở trên đó thì cái người cười trên đó nha ôi ông ơi cuộc đời tôi sướng lắm làm chơi ăn thiệt không à nhiều khi không thèm làm tiền nó cũng vô nữa <laughs> ông vua ông nghe cái thằng này thấy ghét ông không thèm nói ông hỏi cái người ở dưới còn chú này ở dưới này sao cuộc đời tôi bất hạnh lắm không hiểu tại sao tôi thức khuya dậy sớm tôi làm đủ thứ việc hết bỏ cái này việc kia mà hãy làm được ba chục đồng cái thì tới 31 đồng thì con đau 32 đồng thì vợ bệnh đủ thứ chuyện hết cái cuối cùng chỉ được nhiều không thêm được nữa không bao giờ dư được nữa thì ông vua sau khi hỏi hai người như vậy thì ông bỏ ông đi ông có để ý. nhưng mà khi ông đi được một hồi thì ông lại giật mình ông nói cái thằng ở dưới tội nghiệp quá tại sao mình có tiền mà mình không cho nó cái ông nhớ là gì mà bây giờ đi cũng hơi một đổi xa rồi thế ông mới nói với cái người mà bên cạnh đó nè ta có một số đồng tiền vàng này nè người nhớ nha chút xíu nữa đi lại cho cái cái thằng cưa mà nó ngồi ở dưới nha cho cho cái thằng đó để nó nó nghèo quá cho nó được giàu hơn thì sau khi ông vua ông đưa số vàng cho tiền vàng đó cho cái anh mà ở bên đường đó rồi bắt đầu cuộc sống ông bắt đầu ông đi thì khoảng vài ba tháng sau ông vua có dịp đi đến cái vùng đó nữa thì ông cũng gặp hai cái người cưa gỗ này nữa thì ông mới lên hỏi người ngồi cưa trên thì người cưa trên nói y như vậy nói cuộc đời tôi nói thiệt cho ông sướng lắm ngồi chơi tiền nó cũng vô nó cuộc sống tôi làm ăn không bao giờ bị thiếu cái ông hỏi cái người cưa dưới cuộc đời anh sao nó cũng y vậy hồi trước ông hỏi tôi thì tôi trả lời y vậy tôi nói thiệt với ông mà làm bao giờ không dư thể mà tiền vô mà chừng ba chục đồng cái là vợ đau con bệnh đủ thứ tới 30 thôi thì ông vô ông tức Ông nói hôm trước là ta đi ra ngoài Ta đã dặn có một cái cái đứa nào đó đem đến ông một số đem số một số tiền vàng đến cho ngươi mà nó dạ đúng hồi chút đó có một người đem số tiền vàng nhưng mà ngài đi rồi cái hai đứa tôi mệt cái tôi tuổi lên trên còn thằng kia đổ xuống dưới cái cuối cùng nó nhận bọc tiền vàng đó rồi <laughs> ông vua ông lắc đầu nó rồi rồi cái số của ngươi là 30 là 30 thiệt rồi quý phật tử thấy eo lè không nghe câu chuyện này ta buồn cười có phải không nghĩa là hồi nãy thì cưa ở dưới thì ông ông nghĩ là ở dưới rồi nhưng mà ông đi rồi thì cái thằng ở dưới đổ lên trên thằng trên đổ xuống dưới cái cuối cùng cái thằng trên nó ngồi chơi tiền vô nữa đúng không cho nên ông bà mày nói là sao có phận không cần gì lo đồng ý không bây giờ quý phật tử trở lại cái chuyện hồi nãy đó thông hiền nói quý phật tử còn nhớ không tiền nó tìm mình chứ mình đâu có tìm được đâu có phải không đúng chưa cho nên Thông Hiền nói thật với quý Phật tử Cuộc đời Thông Hiền nó có một niềm vui vô cùng lắm Ở bên Mỹ cũng vậy đó Nó lạ một điều là có nhiều người Phật tử Họ nói mà mình thích thương gì sao á Có nhiều thầy đến giảng họ không cúng đồng nào hết Nhưng mà Thông Hiền giảng có nhiều cụ quá Móc ra 5 đồng cúng cúng tiền Thông Hiền nói sao không để Xài đi đi đưa cúng dường Nói dạ thưa thầy con thấy thầy con thấy thầy thương quá Con phải cúng dường thầy về nhà con mới yên tâm Trời đất ơi là trời Quý Phật tử thấy đó là một sự thật đấy Đúng không Thành ra ông bà mày nói là sao Cái bằng ma bắt coi mặt người ta Có đúng không Đúng chưa Cái mặt mà xanh xanh mét mét Nó mới bắt Chứ còn cái mặt mà có tu với Phật Mà có được ông thầy thầm thiền hiền Mà giảng dạy như thế này Nó gặp nó sợ thấy bà nội nó luôn Có đồng ý chưa Đó Thành ra chúng ta thấy Mình tu là được cái hạnh phúc chỗ này Có nghĩa là Cuộc đời mình quyết định Mình không bao giờ bị lệ thuộc của ai Bởi vì tất cả đều được an bài cho nên hôm nay thời gian nó đã hết rồi thành ra thông hiền mong rằng qua cái đề tài này gửi lại cho quý Phật tử một cái bức thông điệp là từ đây hoàn cảnh của mình như thế nào, mình bị hụt hẳn về gia đình, hụt hẳn tình cảm con cái như thế nào thì quý Phật tử phải nói một câu là tất cả đều được an bài. <laughs> phải không? dù nó trồi lên nó xuống như thế nào đó ta cũng đỡ một nụ cười ta phải học cái câu của cái anh chàng hầu cận vua đó tất cả đều được an bài phải không nghĩa là gãy ngón tay nhưng rồi có cái phước để sống còn bị ở tu nhưng mà vẫn được an tâm cho nên hoàn cảnh của ai cũng đều được an bài mà quý Phật tử có niềm tin như vậy thì thông hiền bảo đảm rằng cuộc đời chúng ta càng ngày càng đi lên mà không bao giờ gục ngã trước những nghiệt ngã của cuộc đời đó mới thật là người đệ tử cưng của đức phật thôi đề tài hôm nay hết chúc quý phật tử được nghe nhàng vui vẻ rồi quý phật tử uh, so bóp chân chút đi rồi bắt đầu chúng ta bây giờ chắp tay hồi hướng đi à, sao vậy nguyện đêm đề... con Đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thôi, so bóp chân chút phải ngồi dậy để ngã.